Tại Cần Thơ, chỉ còn ít phút nữa thôi, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 sẽ chính thức mở cửa để phục vụ du khách. Dù vậy thì không khí vô cùng rộn ràng đã lan tỏa, bên cạnh việc giới thiệu, quảng bá và bảo tồn các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng của Nam Bộ với du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội cũng tạo điều kiện cho du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực của vùng đất phương Nam với hàng trăm loại bánh dân gian mà ở đó là ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ chính thức diễn ra tại quảng trường quận Bình Thủy, đường Đặng Văn Dày, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4, đây là sự kiện văn hóa lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên tại địa bàn thành phố Cần Thơ vào tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, 2 năm gần đây trì hoãn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì nay lễ hội bánh dân gian trở lại với quy mô lớn trong sự háo hức chờ đợi của nhiều người. Đây là lần đầu tiên em tới đây mà em rất là ấn tượng. Tới đây là cảm giác như ký ức tuổi thơ nó ùa về luôn. Mấy cái bánh dân gian hồi đó giờ ít thấy á, như là bánh 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 lá, bánh cầm khoai mì, những cái bánh ít trần, những cái bánh tuổi thơ ở quê tuổi nhỏ con mới thấy, bây giờ con mới đã thấy lại. Với sự tham gia của 200 gian hàng với hơn 100 loại bánh dân gian đầy màu sắc, tất cả tạo nên một đại tiệc bánh với quy mô khi quy tụ nhiều nghệ nhân hàng đầu về dòng bánh dân gian này ở miền Tây. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, hương vị mà hơn hết tấm lòng của người nghệ nhân gửi gắm vào từng chiếc bánh phục vụ du khách gần xa. Đến với cái lễ hội năm nay thì cô đem rất là nhiều loại bánh, có những loại bánh mới, ví dụ bánh lá lúa, đó là cái bánh của người dân Sóc Trăng dùng để cúng thần nông vào rằm tháng 10 đó. Rồi ngoài ra có cái bánh bầu là cái bánh không thể thiếu được trong tất cả các cái sự kiện. Mà muốn giữ được những cái dòng bánh dân gian mà để đi vào lòng người hay là làm sống lại những dòng bánh dân gian thì cái người làm bánh phải có cái tâm huyết của mình và có sự đam mê của mình. Và mình phải làm như thế nào để mình truyền lửa đến cho những người thợ bánh, đồng thời mình sẽ gửi đến những người thưởng thức những cái vị ăn thật ngon. Với những gian hàng được thiết kế gắn liền với tuổi thơ của bao người, gồm gian hàng tre lá, khu bánh dân gian, gian hàng tre lá, khu ẩm thực, gian hàng tiêu chuẩn, khu đặc sản vùng miền và du lịch, giúp nhiều người có thể hoài niệm về tuổi thơ với không gian xưa tràn ngập bánh. Khi đến đây, ngoài đã mắt về chủng loại màu sắc và thưởng thức hương vị với hàng trăm loại bánh dân gian, trải nghiệm nhiều hương vị đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Nhờ sản vật phong phú cùng sự khéo tay của người xưa, Nam Bộ có hàng trăm loại bánh dân gian đủ hương vị màu sắc. Món ngon vẫn giữ được sự tinh túy bởi qua bao đời, người Nam Bộ luôn coi trọng hương vị truyền thống và tìm cách phát huy. So với nhiều năm trước, các nghệ nhân tìm tòi để có chiếc bánh có giá trị hơn với những sáng tạo rất riêng mà vẫn giữ được hồn cốt. Sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và giá trị bánh dân gian Nam Bộ nói riêng, từ đó hướng đến việc xây dựng bánh dân gian trở thành thương hiệu quốc gia, thu hút du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Đây là dịp Cần Thơ chào mừng chuỗi sự kiện khánh thành đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ, liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2022 và lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.